Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em chia sẻ với cả nhà một món ăn nữa ha, đó là đậu phộng rang muối xả. Món này sau khi hoàn thành thì đậu phộng giòn béo, mặn mặn ngọt ngọt, thơm của xả và cay cay của ớt. Món này có thể dùng để ăn cơm hoặc là ăn chơi đều được ha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào bếp để thực hiện món ăn này nha. Trước tiên là phần nguyên liệu ha. Ở đây em có là 100g đậu phộng đã rang vàng và bóc vỏ sạch. Cả nhà mình thích ăn vỏ thì để vỏ vẫn được nha. Tiếp theo em có ở đây là xả băm. Em dùng 3 tép xả lớn nè, em bầm ra cho nó nhuyễn ha. Tiếp theo nữa là em có hành tím băm, tỏi băm và ớt băm. Nguyên liệu rất là đơn giản phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nha. Đầu tiên em sẽ bắt cái chảo lên nè, đợi chảo nóng rồi em sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu sôi rồi em sẽ cho tỏi băm và ớt băm vào trước nè. Tiếp tục em cho phân nửa phần xả băm ha, còn phân nửa mình để lại chút xíu mình cho vào sau nha. Sau khi tỏi với xả của mình đã thơm và có màu vàng nhẹ, em sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh nước tương ha. Và nửa muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Và 3 muỗng cà phê đường. Bây giờ em sẽ mở bếp lên nè và mình quậy cho cái hỗn hợp này nó tan đều gia vị ha. Rồi bây giờ em sẽ cho đậu phộng vào ha. Sau khi rang một lúc rồi cái phần cái nước sốt của mình nó gần khô rồi đó, thì em cho tiếp cái phần xả còn lại vào nè. Và cho tiếp cái phần ớt vào luôn. Ai ăn cay nhiều thì có thể để ớt nhiều hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục xào nha. Thank you.
Hỗn hợp của mình bây giờ nó đã khô lại rồi, em tiếp tục cho nửa muỗng cà phê muối vào nữa ha. Tổng cộng trước sau em sẽ có là một muỗng cà phê muối nha cả nhà. Nếu mà cả nhà không thích vị mặn của muối thì mình có thể thay thế một muỗng cà phê muối này bằng hai muỗng cà phê hạt nêm chay nha. Bây giờ chúng ta sẽ đảo 1 phút nữa và tắt bếp ha. Cả nhà mình hãy làm thử món này nha. Nếu mà có làm đó thì nhớ cho em xin phản hồi với nha. Bây giờ em sẽ cho ra chén nè. Đậu phộng thì rất là thơm mà giòn béo. Rồi thơm cái mùi sả nè, cộng cay cay của ớt nữa. Vị thì mặn mặn, ngọt ngọt ha. Ăn cơm cũng rất là ngon. Cái này cả nhà mình cũng có thể ăn chơi nè. Hoặc là dùng để uống trà cũng được. Mình có thể làm sẵn để vào keo ha. Khi nào mình ăn thì mình lấy ra một ít mình dùng cũng được luôn nha cả nhà. Vậy là món đậu phộng rang muối xả của em đã hoàn thành rồi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nha. Nếu thấy thích món ăn này thì cho em xin một like, một share và một lượt đăng ký ha. Nhớ bấm vào cái chuông để xem thông báo khi có video mới nhất nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye!